Dạ. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu cùng các bạn chúng ta nhá. Chúng ta mà bây giờ thầy cùng chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài đây một cái bài cái bài của cái cuộc một bài đơn giản thôi, như ở cái cuộc thi của Hà Nội. Nội. Quan sát nhé. Mà tập xuống chưa làm ở đây nhá. Thì các bạn thấy là cái mà tập đơn giản thôi, nhưng chúng ta cần phải có cái tư duy một chút. Chúng ta sẽ làm cái bài tập đó nhé. Tức là nhập vào một số tự nhiên là số P là chu chữ nhật. Có cạnh lệch nhiều. Một chương trình để tính được diện tích của hình chữ nhật lớn nhất cùng với chu vi đó. Ta cho trước một số P và hãy tính ra cái diện tích hình chữ nhật lớn nhất mà có cái chu vi là chính là bằng P. Được chưa? Đó. Thì cái bài này là nó như thế này thôi, nó cũng là nó như thế này, bản chất của nó là như thế này. Tức là nôm na là chúng ta là cho trước là A cộng B. Đúng không? Cho trước là P bằng A cộng B nhé. Đấy, A cộng B là cái cạnh chu vi của chữ nhật mà. Coi như P là một nửa chu vi đi, đúng không nào? P là một nửa chu vi. Đó. Thế bây giờ AB là cạnh của hình hình chữ nhật. Các bạn có nhìn rõ không nào? Có nhìn rõ cái chữ P không nào? Nhé. Thế thì đầu bài cần phải tính cái gì? Đầu bài cần phải tìm một cái AB để sao cho là cái tích của nó là cái SC bằng tích của AB là lớn nhất. Đấy. Thì cái đầu bài này, cho trước đúng không? Cho trước A cộng B. Bây giờ tìm AB sao cho là AB là tích của nó là lớn nhất. Chứ AB là cái số tự nhiên. Thì cách làm mà thông thường như nhìn ảnh, chúng ta sẽ cho A chạy từ 1, 2, 3 cho đến gì? Cho đến là gì? Cho đến là P trừ 1. Đúng không nào? Thì với mỗi một cái A như vậy thì chúng ta tính được B. B sẽ bằng là P trừ đi A. Trừ đi A. Mà sau đó chúng ta tính cái S bằng bằng AB. Và ta tính như vậy là sẽ có là P trừ 1 cái vòng lặp như thế này. Đó. Và ta sẽ tính ra cái S nào lớn nhất, chúng ta ghi lại và chúng ta in ra màn hình. Chúng ta làm thử Thầy, cái bài này nhé. P là chu vi, vậy thì chu vi hình chữ nhật phải là A cộng B nhân 2 chứ thầy. Đây là thầy là tính B là nửa chu vi. P này chính là cái đầu bài của nó cho là cái số P lớn, đúng không nào? Cái số P lớn. Cái P này là chính là bằng là cái P lớn nó chia 2, được. Đúng không nào? Nhé. Như vậy là cho trước cái số P lớn là chúng ta tính cái P nhỏ là A cộng B là bằng nửa. Đầu bài tính Giáo ạ. là cái AB sao cho là có diện tích là lớn nhất. Cách làm như sau, chúng ta cho cái biến A là chạy từ 1 đến B trừ 1 và tính được B. Sau đó tính là A nhân B và kiểm tra xem là cái S nào lớn nhất chúng ta lưu lại. Nhá. Rồi, bây giờ chúng ta làm thử bài này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mà đồ bài cần tính S thì đồ bài không cần đưa ra cái AB là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử mà tập tính nhé. Chúng ta cho cái đầu tiên cho con mèo là người đi, chúng ta sẽ nhập từ bàn phím vào cái số P. Chúng ta tạo ra một cái biến nhớ có tên là P. Tôi làm chậm cho các bạn xem nhé. Là P đi. Đó, là P. Thì đầu bài yêu cầu chúng ta sẽ nhập vào từ bàn phím cái số P đó nhé. Nhập nhập chu vi. Thầy ơi, thầy xé lại màn hình đi thầy. Chưa chuyển hình đúng không? Chưa chuyển hình. Rồi, ok, mình quên rồi mất đấy. Rồi, đây đây. Chúng ta sẽ đây nhá. Chúng ta làm chương trình đây.
đầu tiên chúng ta là nhập từ bàn phím là cái chu vi P. Ô, có nhiều máu gấp 6 lần sao? Set up như này. Đặt P vào nhưng mà chai. Sao không phải? Nhưng mà chai anh ơi. Đây là bài mà. Chắc. Nhưng mà nhớ các bạn, tắt đây nhá. Tắt tất cả tắt micro đây nào. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ cho P giảm đi ngay. Chúng ta sẽ đặt P bằng bằng một nửa. Bằng bằng P chia 2 luôn nhé. Đây. P sẽ là bằng bằng P chia 2 luôn. P chia 2. Đấy. Mình nhập cái số P vào là một số, nó không phải là một số chẵn. Được chưa? Đó. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ phải tính cái SC là maximum. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm cái đó bằng bằng cái gì, bằng một cái bằng một cái thủ tục nhá. Chúng ta tạo một thủ tục đi, có tên là tính, có tên là tính tính S max nhá. Đầu vào của nó là một số bất kỳ, gọi là n chẳng hạn, n đây chính là p đấy nhé, cho n cho nó khác đi thôi. Đây như vậy cái đầu vào cũng khi chạy nó ra như này đó, nó chạy như này nhé. Đấy, tính s max tức thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ phải tính cái này. Chúng ta sẽ tạo ra như sau, chúng ta sẽ tạo ra các cái biến nhớ như sau nhé. Đây chúng ta có cái biến nhớ là biến a, biến a là biến chạy đúng không? Biến a là biến chạy. Sau đó là cái biến s để tính cái diện tích, tính diện tích. Tính diện tích. Sau đó chúng ta sẽ làm cái biến nữa là cái biến là s max để tính diện tích max mà chúng ta S max chính là cái đáp số đây. Khi mà nhập xong thì cái chúng ta in ra cái S max này là chính là cái đáp số, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta làm thử nhá. Các bạn nhớ lại là chúng ta cái kết toán là như sau, chúng ta cho cái a nó chạy từ một chuyến p trừ một, ở đây sẽ là n trừ một, và với mỗi a như vậy chúng ta tính được b, rồi thì chúng ta sẽ tính được cái SC và chúng ta sẽ so sánh với S max để tính ra cái phần tử max. Đây là một bài tập rất đơn giản, các bạn chú ý nghe nhé, để chúng ta làm bài tập sau chúng ta làm như vậy. Rồi, chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta cho S cho a bằng gì? Cho a đặt a bằng 1. Cho a bằng 1. Được chưa? Và tính cái S max là cái ban đầu đó. Tính ban đầu của nó nhé, là S. S max bằng cái gì? Bằng chính là a nhân với n trừ a. Người ta cần tính cái là để đảm bảo là p mà tổng hai số nó là hai chữ làm cho tiện thì chúng ta tạo một biến nhớ thứ hai đi là b cho nó dễ nhìn nhé. A và b, đặt lại a bằng 1 và đặt b bằng b đây, b bằng cái gì? B bằng là n trừ a. Các bạn tập trung tinh thần để xem nhé. Đây, b bằng là n chữ a, n chữ a, n chữ a. Vậy là a và b chính là tổng của nó bằng n mà, đúng không? Đấy, a bằng tổng n. Được, vậy thì bảo chúng ta n đây chính là nửa chu vi a b và s max ban đầu chúng ta gán. Ban đầu chúng ta gán là S max là cái gì? S max là A nhân B. A nhân B. Được chưa? Ban đầu như vậy thôi. Sau đó chúng ta bắt đầu lặp này. Chúng ta sẽ lặp là, gọi như là lặp bao nhiêu? Lặp là P trừ 1 lần. Các bạn nhớ lại nhất là đây cũng thuận được chúng ta là n trừ một lần, chúng ta sẽ lặp bao nhiêu, lặp p trừ một lần, n trừ một, chúng ta kéo cái này vào đi, lặp là n trừ một lần
Được chưa? Và làm như sau, chúng ta sẽ bắt đầu từ A và chúng ta sẽ tính được đây, chúng ta sẽ bắt đầu A bằng 1 nhé. À, bắt đầu tăng lên này. À, chúng ta sẽ làm bắt đầu như sau này. Chúng ta sẽ tính A, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta tính từ A từ 2 trở đi. Và chúng ta sẽ change A by 1. Tính từ đầu từ A 1 nhé. Change A by 1 là bắt đầu từ 2 trở đi. Cho đến N trừ 1, tức là đến khi A bằng N thì thôi. Nhé. Thật ra là cho được, có thể N trừ 2 là từ N trừ 1 nhé. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ tính được B. Đó, tính được B. B luôn bằng N trừ A. Sau đó chúng ta sẽ tính SC. SC chứ không phải là SC, SC max nha. SC. SC là cái diện tích của chữ nhật có cạnh là AB. Đó. Chúng ta lặp như vậy, lặp liên tục như vậy. Tính SC của cái AB với A chạy từ 1 cho đến A chạy từ 2 cho đến N trừ 1. Hay là A chạy từ 1 đến N trừ 1 cũng được. Mà chúng ta để thế này cũng được, để thế này cũng được, để thế này cũng được. Cho A rồi đi cùng cũng được. Nhá, hãy để là chuyện tùy, cái này không quan trọng lắm nhé. Đó. A này, B này, N bằng N trừ A. Vấn đề là B, A cộng B phải bằng N này. Xong SC bằng N, A cộng B. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra SC, nếu lớn hơn S max thì ta gắn lại nhá. Đây, chúng ta kiểm tra này, nếu S max đây, đây. Nếu mà SC mà lớn hơn S max. Đó. Nếu SC mà lớn hơn S max, tức là cái SC này có lớn cả cái S max ban đầu, thì chúng ta gán lại. Thì chúng ta sẽ gán, chúng ta gán S max, gán S vào S max. Đó. Trước khi chúng ta mà chạy đúng N trừ một lần, thì khi qua khỏi cái thủ tục này, thì SC max nó chính là cái diện tích của hình chữ nhật lớn nhất mà có chu vi, có nửa chu vi là P, hay có nửa chu vi là N ở đây. Đó. Nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử để kiểm tra nhé. Chúng ta sẽ chạy cái này rồi rồi. Và sau chúng ta sẽ in ra, chúng ta sẽ in ra cái đáp số đó. Đây, in ra. Đây. Ta in ra là diện tích lớn nhất là, hay là không có cái diện tích luôn. Chúng ta in ra cái max của nó chính là cái S max. Đó. Thế này thôi nhé, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ tập chu vi là 10 chẳng hạn. Tập chu vi là 10 nhé. Chu vi là 20 chứ. Chu vi là 20 thì một nửa chu vi là nửa chu vi là 10 thì cái S max khi mà A bằng B bằng 5 tức là bằng 25. Chính xác. Được chưa? Thì cái bài này các bạn thấy cái bài này là cái bài mà theo cái giả thiết, theo cái yêu cầu của Hà Nội là yêu cầu là nó nhập vào VN khá lớn, nên nó có thể là 1 triệu hay là 100 triệu mà vận tốc nó phải là đủ nhanh. Đó, thì cách làm này nó có nhanh hay không? Đấy, thì chúng ta cùng chú ý nhé, vì ta nhập vào đầu vào của nó không phải là N là nhập vào là 1 triệu chẳng hạn. 1 này. 1 2 3. Đấy, và chiều lúc đấy, nó ra cái số này, được chưa? Thế thì cái bài này là cái bài đầu tiên của Hà Nội mà họ muốn là chúng ta thử nghiệm là tính thời gian cho cái chương trình. Đấy, thì điều chúng ta cùng nhau chúng ta phân tích, chúng ta làm thử nhé. Với cái bài này thì làm sao mà biết là đoạn nào đoạn tính thời gian, chính là đoạn này này, chính là cái thủ tục này này, là thủ tục mà tính thời gian để đầu khi biết đầu vào là P rồi thì đầu ra là phải tính được cái S max này, thì cái thủ tục này này chạy lâu hay thấp, hay chạy lâu hay là chóng là tính được thời gian. Thì bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta sẽ làm thử nhé. Chúng ta sẽ làm thử một chương trình để tính được cái thời gian mà chạy cái chương trình này. Cái đầu bài này là như sau, đầu bài này của nó là nó cho là gì? Là yêu cầu là nó sẽ cho các bạn một vài cái test, một vài cái dữ liệu đầu vào của P mà nó kiểm tra xem nó chạy nhanh hay không. Nếu chạy chậm thì sẽ bị điểm thấp, chạy nhanh để điểm cao. Thì bắt đầu từ nay thì có thể các chương trình thi tin học trẻ sẽ có những cái bài kiểu vậy,
là bắt đầu có chuyện là tính thời gian trong một cái chương trình, mà chúng ta phải tính được thời gian đó. Nếu mà chúng ta làm mà nó chậm quá thì nó bị sẽ bị trượt hoặc là bị điểm thấp. Điều tôi sẽ mô tả các bạn cái cách tính thời gian nhé. Tính ra cho cái thủ tục này thì làm như nào? Thì đơn giản thôi, cho làm như này. Chúng ta sẽ đặt vào hai cái tham số để tính thời gian. T1 là thời gian trước khi chạy chương trình, và cái thứ hai là T2 là thời gian sau khi chạy chương trình. Và chúng ta sẽ lấy hiệu của chúng chính là đếm được cái thời gian chạy. Được chưa? Rồi thì tôi thử các bạn xem nhé, cái làm như nào nhé. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho cái lệnh là gán cái T1. Đây tôi có cái lệnh là trong sensing nó có cái một cái hàm là hàm gì là hàm timer. À, timer là cái hàm mô tả cái nhịp đo của cái CPU đấy, cái nhịp đo được tính bằng giây. Tính bằng giây cái hàm này là rất là hay. Và chúng ta cùng gọi là tính thời gian. Tức là cho tôi gán là S tính gán trước khi chạy, chúng ta gán timer cho T1. Chúng ta đưa vào trước cái đó. Đây, trước khi chạy chương trình. Sau đó chúng ta sẽ gán tiếp lần thứ hai là gán cái T2. T2 cho timer. Đấy, các bạn chú ý nhé. Thế đây là cái loại chương trình để sau khi mà xong thì chúng ta sẽ tính được cái thời gian nhé. Thế nó chính là T2 trừ T1. Và đây chúng ta sẽ làm cái lệnh ở đây. Chúng ta sẽ làm cái lệnh đây, save. Thời gian. Đấy, thời gian chính là gì? Thời gian chính là gì? Thời gian chính là T2. Làm nhé, chúng ta các bạn chú ý cái này, ta nhớ ta sau ta. Tôi vẫn nhớ đây. Thời gian chính là T2 trừ gì? Trừ T1. Ta nhớ nhé. Tức là T2 là cái thời gian đo đồng hồ đấy. Sau khi mà thực hiện cái hàm này, còn T1 là thời gian tính được trước khi thực hiện lệnh. Như vậy hiệu của chúng chính là cái thời gian thực hiện cái chương trình này. Cái timer là cái đồng hồ đo thời gian của CPU từ khi chúng ta bắt đầu chạy chương trình. Đấy, bắt đầu chạy chương trình, khi bắt đầu bấm nút xanh này là bắt đầu cái timer nó bắt đầu chạy từ 0 trở đi, và nó chạy liên tục, chạy rất nhanh. Và như vậy đây chính là tính được cái đây đưa vào đây chính là cái thời gian chạy đó. Bây giờ tôi mới thử nhá, sau tôi in ra cái này sau nhá, bây giờ tôi mới đưa vào đây. Đấy, đây tôi mới thử nhá, đây chạy thử này. Bây giờ chạy thử với chu vi là 1 triệu, 1, 2, 3, 1 triệu, xem nó tính hết là bao nhiêu giây. Đây, 2 giây 48 đúng không nào? Đó, 2 giây 48, chúng ta nhớ nhé, 2 giây 48. Chúng ta bỏ này ra ngoài, tính nó nhanh lại nhé. Nhập chu vi này 0 0 0 là bao nhiêu, là 1 triệu 1 triệu, 2 giây 48. Tính tiếp là 10 triệu 1 này, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lâu hơn, thấy không nào? Thế đó thầy. Ơi ơi. Thầy cho cái, từ cái đoạn define tính diện tích max lên để em chép được không ạ? Đây. Đấy. Em cảm ơn thầy. Đấy, thì rất lâu nhá. Thôi rồi. 25 giây. Như vậy là cái bài tập này với cái lời giải này nhé. Với cái lời giải này thì nếu mà cái chu vi của nó khoảng 1 triệu thì là hết 3 giây thôi. Nhưng nếu nửa chu vi của nó là 10 triệu thì nó tính là 25 giây. Nhưng mà quá nữa thì rất là nó lâu hơn. Được chưa? Vậy nhưng mà đây là một cái bài đầu tiên chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý cái bài đầu tiên. Cái bài này là lần đầu tiên xuất hiện ở trong chương trình của Tin Học Trẻ Hà Nội. Là bắt đầu có xu hướng là gì, xu thế là giải toán. Nhưng mà có tính được cái tính tối ưu, tính được thời gian chạy. Mà chúng ta nhớ nhé. Khi mà có cái bài tập về liên quan đến giải toán ấy, thì chúng ta phải làm sao đó tìm cách sao cho nó tối ưu, cho nó là nhanh nhất có thể. Thế với cái bài này, cái bài cụ thể này thì câu hỏi là có thể nhanh hơn được không?
thì riêng bài này là đáp án là có nhé, là có thể nhanh hơn. Bây giờ thì cùng các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ thầy sẽ thoát khỏi cái này và thầy sẽ quay lại cái mình kia để chúng ta xem. Thôi thầy. Chúng ta xem nhé. Xem lại cái này nhé. Rồi. Thế thì cái bài này của chúng ta là như này. Thế bây giờ để mà... Như vậy cái bài này của chúng ta nôm na là nó cho trước là A cộng B là một cái là một cái hằng số, đúng không nào? A cộng B là một hằng số. Và bây giờ chúng ta cần phải làm sao, chúng ta phải tính được cái AB. Tìm cái AB để sao cho cái AB này nó thành gì? Nó thành là maximum. Được chưa? Thì riêng cái bài này chúng ta làm được như sau. À, cái này thì là cái thức này theo tôi hiểu là nó hơi vượt quá cái thức của tiểu học. Hơi vượt quá nhưng mà nó thuộc kiến thức của lớp 6 rồi. Nhưng mà không hiểu sao người ta vẫn cho. Thì chắc là các bạn người ta vẫn cho đối với học sinh tiểu học là vì muốn các bạn phải học nhiều hơn một chút, đúng không nào? Thì bây giờ tôi làm cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình hỏi các bạn này, các bạn đã biết công thức đấy chưa? Là thôi. A cộng B tất cả bình phương bằng đây nhé. À, tất cả bình phương thì bằng là A bình phương cộng với 2AB cộng với B bình phương. Các bạn đã biết cái công thức này chưa? Biết rồi thầy. Công thức này là công thức rất quan trọng nhé. Công thức này là công thức gọi là tổng bình phương của hai số. Chúng ta có thể mở ra cho ta cho được, làm được ngay nhé. Được rồi, thế bây giờ thầy làm tiếp tục này. A này trừ B này. Thì thầy tiếp tục là như vậy. Thầy làm A trừ B bình phương. Thì nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là A bình phương đúng không? Trừ đi 2A trừ AB trừ cộng B bình phương. Phương đúng rồi. Đó. Thầy các bạn rất là nhanh. Thầy cũng có bút, thầy viết như thế này nhé. Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ như sau. Thầy sẽ mà lấy hiệu. Hiệu. Thầy lấy là A cộng B tất cả bình phương xong trừ đi. Cộng A trừ B tất cả bình phương bằng đây, thầy lấy cái hiệu này, thầy này là trừ thầy này này, thì bên đây bằng gì? Thì sẽ bằng là A bình phương cộng 2AB đúng không nào? Cộng B bình phương trừ đi A bình phương trừ đi 2AB cộng B bình phương, thế bằng bao nhiêu nhỉ? Hiệu nhé, hiệu cái thằng này trừ này là hết này, thằng này trừ này là hết này. 2AB trừ đi trừ 2AB nó sẽ bằng là 4AB. Các bạn có hình dung được không nào? Đấy. Các bạn có hiểu cái này không nào? Ở bên trái thì trừ đi nhá. Tôi viết lại cho các bạn xem nhé. Vì sao lại như thế này nhé. Đây. À, A cộng B bình phương thì nó sẽ bằng là gì? Nó... Này. Nhá. Nó sẽ bằng cái này nhá. Cái này nhân ba cộng bốn và dấu chấm đẹp, đúng rồi, chính xác, mọi người cũng không bao giờ biết chấm đẹp cả tối giản tiếp được, thì thành 1 + 2 mở ngoặc đóng ngoặc 3 + 4 nghĩa là 4AB sẽ bằng cái này này, nhưng mà để cạnh nhau người ta rất nhiều hiểu cái nhân là dấu nhân rồi, nó sẽ bằng cái này này, a cộng b nhân a bao nhiêu, a cộng b nhân với a thì bằng A nhân A với A nhân B. A nhân A là A mũ 2. Ừ, là A bình phương. Cái số này em biết rồi đúng không? A bình phương, A mũ 2. Thế các bạn cho tự đặt để tôi nói nhé. Như vậy là A cộng B tất cả bình phương trừ đi A trừ B tất cả bình phương. Đúng không nào? Sẽ bằng 4AB. Vậy suy ra AB sẽ bằng cái này. Bằng cái này chia 4 này. Đúng không nào? Đúng rồi. Đấy. Thầy ơi, thầy cho một bạn Lan Phương, bạn mới vào giúp em với ạ.
tại vì bạn vào mới tham gia lớp học ấy. À, tên là gì? Giúp con đây anh thưa. Lam Phương ạ. Không phải thua. Thì con này dạ. Con này em này con kia thì con chẳng Lam Phương ở đâu cả. Không thấy á thầy. Không thấy. À thế ạ, đây này bảo em bảo bạn ấy vào lại vậy. Không thấy nhanh luôn. Em bảo bạn vào lại vậy. Ừ nhé. Thầy khi con cho một hộ số dài hoàng hoàng từ chừng 20 mấy chữ số mà tính đã 3 phút xong đấy ạ. Rồi thì thầy nói tiếp nhá. Như vậy là ở đây này, các bạn nhìn rõ đây là cái A cộng B này chứ bằng P rồi, là hằng số rồi. Thì đây sẽ bằng là P bình phương trừ đi A trừ B tất cả bình phương tất cả chia cho 4. Đó, ta ra công thức này này, cái nước này là cái mà đây. Được chưa? Thế cho nên là ta thấy ngay là đây là thấy ngay là đây là trừ này. Cho nên là thấy ngay là AB sẽ lớn nhất chỉ khi mà A trừ B là nhỏ nhất. Các bạn thấy không nào? Thì mình viết lại cái này nhé. Chết rồi. Bấm nhầm rồi. Được. Ví dụ là AB này thôi được. Thế ngay mà. Đây này. AB sẽ bằng là P bình phương chia 4 này. 4 này. P là hằng số. B là hằng số đúng không? Trừ đi. A trừ đi B tất cả bình phương chia 4. Đấy, cái này ở đây toán học một tí nhưng mà nó suy ra như sau này. Vậy nó suy ra là gì? Suy ra là nếu mà tổng của hai số là bằng hằng số là ta đang tính cái triệt mà chu vi đã quyết định rồi. Thì như vậy là cái AB là maximum chỉ khi mà A trừ B là nhỏ nhất. Vậy chỉ khi như sau. Vậy chỉ khi là vậy nó chỉ khi là hoặc là A bằng B nếu mà P là chẵn hoặc là A sẽ bằng A trừ B sẽ bằng bằng 1. Đấy, tức là ta suy ra cái đó nhé. Thì như vậy cái bài này có một cách làm khác hay hơn là cái bài vừa rồi, hay là cách làm rồi là gắn như sau, chúng ta làm thử nhé. Bây giờ thầy làm thì làm cách hai này, tức là làm cách hai chúng ta sẽ làm như sau này. Thầy ơi, không phải cách hai là mình chỉ làm cho đến khi là A bằng B đúng không thầy? Không, tức là thầy tính được luôn nhé. Vì nếu A bằng B nhé. Nếu A bằng B thì sao? Nếu A bằng B thì là A bằng B bằng chu vi chia 2. Như vậy là chia thì suy ra là max S max là như sau này. Nếu P là chẵn thì ván A bằng ván A bằng P chia 2. Bằng P chia 2. Nếu P lẻ thì gán A bằng P trừ 1 chia 2. Thì là tính nhanh. Như vậy là mình tính sẽ là nhanh tức thời luôn. Đó, bây giờ tôi làm lại và thầy thử làm lại cho các bạn xem nhé. Và chúng ta sẽ làm việc làm thủ tục thứ hai có tên là tính S max. Thì viết chữ là tối ưu nhé. Đây là tối ưu nhất là N nhé. Đây, nhưng mà thì có hai thủ tục. Thủ tục này là thủ tục bình thường, sao là bình thường. Thủ tục thứ hai là tối ưu là cái này nhé. Thầy xa là màn hình đi thầy. À, chưa làm màn hình hả? Đây, xa lại màn hình đây. Thầy sẽ mà đây thủ tục cũ đấy nhá. Đây, mình thầy làm thủ tục mới có tên là tính S max có chữ T vào đây nữa là tối ưu. Thì cách thứ hai này sẽ nhanh hơn hẳn cách thứ nhất. Cách nhất này là phải lặp n trừ một bước. Đó, cách thứ hai này là không cần lặp. Thầy làm thử luôn cho bạn xem nhé. Thầy làm như sau này. Đây, thầy làm như sau. Đây, thầy kiểm tra luôn. Nếu n là chẵn thì làm sao, nếu là lẻ thì làm sao? Đó, ta dùng cái này. Chẵn lẻ ta dùng cái này. Dùng cái hàm gì? Dùng cái hàm mod để kiểm tra là
là chẵn lẻ. Đấy. Nếu n 1 2 bằng 0. Đó thì tức là n gì? N là chẵn. N là chẵn thì làm sao? N là chẵn thì chúng ta sẽ gán gì? Gán a bằng bằng n chia 2. Chúng ta sẽ gán luôn a bằng n chia 2. N chia 2. Và thậm chí việc và tính luôn được s max luôn. S max chính là a an, chính là a bình phương, là a nhân a mà. S max chính là bằng a nhân a. Đây, s max chính là bằng a nhân a. A nhân a. Đó. Đấy, nha. Còn nếu lẻ thì nếu mà n là chia 2 bằng 0, mút 2 mà tức là số dư của n chia 2 là bằng 0 thì tôi gán là a bằng n chia 2 và s max tính là luôn, tính bằng là i là a nhân a luôn. Còn trường hợp và nếu mà là lẻ thì gán như sau. Gán là a bằng gì? Bằng là chúng ta gán a bằng n trừ 1 chia 2. Đây. 2. Và chúng ta sẽ gán thì là n trừ 1 đổi n. Chúng ta sẽ gán là n trừ 1 chia 2. Đó. N trừ 1 chia 2. Được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ gán B. B đâu? B sẽ bằng n trừ đi A. B gán là n trừ đi a. N trừ đi a. Trừ đi a. Đó. Và sau đó chúng ta vẫn tính là S như thế này. Đó. Nhân lại nhé. Với ta đã nhận xét rằng thì là cái tích AB nó lớn nhất khi mà hiệu AB là nhỏ nhất, tức là hoặc là chúng bằng nhau nếu là chẵn, chẵn cho AB bằng ơi. Và S max bằng A nhân A. Còn trường hợp n là lẻ, đây n lẻ đây, đây n lẻ chỗ này đây, thì gắn A bằng n trừ 1 chia 2 và B sẽ bằng n trừ n trừ đi A với S max. Dạ, thầy ơi, chỗ S max phải là A nhân B chứ thầy. Ở đây á, bỏ cái này ra, đúng rồi, cái này mẹ phải A nhân B. Được chưa? Đó. Mà bây giờ chúng ta sẽ mà vẫn là tính như này, S say S max ở đây, đúng không? Tôi bỏ cái này ra. Tôi bỏ cái S max này ra mà tôi tính bằng cái thủ tục thứ hai của tôi là S max T. Nhá. Và ở đây nó vẫn là P. Ở đây nó vẫn là P. Nó say cái này. Đó. Kiểm tra đáng số có đúng không nhé, kiểm tra lại cho nó có đúng không nhé, ta chạy thử này. Nhập chu vi là 20 chẳng hạn, nó phải ra là 25 mình đúng, đó. Nhập chu vi là 40, thì như vậy là nửa chu vi nó là 20, như vậy nó phải là, đáng số nó phải là 100 mới đúng. Đây, đúng rồi đấy. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra xem thời gian nhé. Kiểm tra thời gian xem là nó bao nhiêu nhé. Đây, thì kiểm tra nhé, thầy là bao nhiêu nhé. Đây, thử với chu vi là 1 triệu. Thì ra là tích tắc mà không luôn. Thầy đã tính thử theo là 10 triệu nhé. 1, này. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cũng bằng không luôn. Thầy cho nó là 1 tỷ nhé. 100. Thế thầy. Ơi. Thầy cho con xem cái lệnh S max T đi thầy. Đây, S max T đây. S max T như vậy là với cái bài này với cái bài này thì chúng ta thấy rằng gì? Chúng ta thấy rằng là tốc độ nó rất là nhanh. Tốc độ nó rất nhanh đúng không nào? Như vậy là chúng ta bắt đầu có cái khái niệm thế nào là tối ưu. Cùng một bài toán đó có nhiều cách làm khác nhau, thì cách nào mà chạy ít lệnh hơn đấy, như cái vừa cái bài này phải ít lệnh hơn, mà là với cái ít phải chạy nhiều lệnh hơn đấy. Đây này, cái bài cái thủ này nhá, ta phải lập n trừ một lần,
Như vậy với n mà rất lớn ấy, n là 1 triệu hay là một tỷ thì ta phải chạy liên tục là 1 triệu lần. Có bài này thì không? Cái lần này chúng ta chạy đúng có mấy lệnh nhỉ? 1 2 3 4 6. Tất cả có 6 cái lệnh. 6 cái lệnh cộng trừ nhân chia và như vậy tốc độ nó rất là nhanh, không phụ thuộc về n luôn. Các bạn đã hiểu chưa? Đây và đây là cái bài nằm trong cái cuộc thi của Hà Nội đấy, là đi các bạn tắt nhá, tắt máy đi nào, tắt micro đây nào. Bây giờ thầy lưu cái bài này lại nhá, lưu cái bài này lại là bài hôm nay buổi là buổi thứ mấy nhỉ, buổi thứ tư đúng không nào, hôm nay là buổi thứ tư, vẫn là cái liên quan đến số đúng không? 14. Thầy cho em xem lại đoạn lệnh đi thầy. Thầy ghi cái này đây. Thầy ghi cái bài này là bài là tính diện tích max đúng không? Tính S max. Thầy ghi lên này. Đây. Tức là chúng ta phân tích rằng là cái diện tích của nó đấy. A cộng B thì luôn luôn là bằng P, nhưng mà AB sẽ lớn nhất khi mà hoặc là A bằng B, hoặc A bằng B cộng 1 trừ 1. Tức là A trừ B nó phải là cái A trừ B nó hoặc là 1 hoặc là 0. Đấy. Thì chúng ta tính công thức là gì? Là AB sẽ maximum khi mà cái A trừ B nó là minimum, nó là nhỏ nhất. Mà A trừ B nhỏ nhất chỉ khi mà gì? Chỉ khi là A hoặc A bằng B. Thì A trừ B bằng 0 hoặc là A trừ B bằng cộng trừ 1. Là bình phương là bằng 1 nhá. Đó, như vậy chúng ta làm bài này nhá. Nó cái này làm xong đâu. Thế làm nó đi. Các bạn đã hiểu chưa? Nhá. Như vậy đây là cái bài số 2. Đây là cái bài đầu tiên của hôm nay. Bây giờ chúng thầy cùng các bạn chúng ta làm tiếp tục một cái bài nữa. Cái bài này là cũng là cái bài thi của Hà Nội cái tháng trước ấy, thi sơ tuyển của Hà Nội. Là cái bài cũng liên quan đến giải toán, cũng liên quan đến cái chuyện là gì, liên quan đến chuyện là nó có cái tối ưu, có cái thời gian mà chúng ta sẽ phải tư duy đến cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ xong chưa các bạn thì a cộng b bình phương đúng không, màu a b bình phương a cộng b màu a cả bình phương a cộng b đúng không, đúng màu nào đúng bình phương. Giờ chúng ta thoát ra và chúng ta sẽ sang cái mới nhé. Thì bằng. Như một cái mới. A bình phương cộng với B bình phương. Rồi. Bây giờ thầy sẽ chiếu lên cái màn hình cho các bạn cái bài tiếp theo nhé. Để chúng ta có thể quan sát nhé. Em muốn phá thành cái kiểu như này này. Đây, A nhân A cộng B trừ nhân B. Không, đây nhá. Thì có phải A. Các bạn tắt đi tay máy này nè. Ồn quá. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ lại cái trang này của chúng ta nhé. Để chúng ta hình dung nào. Bây giờ chúng ta chia sẻ lại cái này nào. Đây. Đọc cho các bạn nghe cái bài này nhé. Đây, cái bài này này. Cái bài này là bài số 3 này, dãy số nhá. Đây. My God. Là từng bước một. Cho cái số tự nhiên A này, cũng có luật sau này. Các bạn cứ nghe nhá. Bằng. Số cuối nhất và số cuối cùng. Tất cả các số trong dãy đều bằng trung bình cộng của số nhất ở ngay phía trước, ngay phía sau nó. Đấy. Biết được hạ số đầu tiên của dãy. Này nhá mày. Nhá. Hãy tính xem số thứ n của dãy là bao nhiêu. Như vậy là nhập vào số nhất, số thứ hai và nhập số n. Phải tính được là số thứ n của dãy là bao nhiêu. Ví dụ hai số đầu là 1 2, hai số đầu là 1 2. Đúng không? Và n bằng 5 thì kết quả là 5.
dễ là như thế này. Còn hai số đầu là 37 n 4 kết quả là phải là 15. Đấy, bằng thiếu nhá. Như vậy là cái số ở giữa thì bằng tổng của hai số hai bên. Xong rồi. A1 cho trước, A2 cho trước, A2 thì bằng tổng A1 và A3. Cô lên làm từ bước 1 thôi. Đúng rồi. Bước này đi, bước này sai rồi. Đầu tiên á. Bạn nào cứ nói ông bà mới nhỉ? Ổn quá. Các chị thấy. Yeah. Ngõ hacker. Bây giờ hacker mới thấy. Biết các bạn đã hiểu chưa nào? Hiểu cái bài này chưa? Thầy ơi lại là hacker. Bây giờ thì biết rồi, biết rồi. Biết hacker lại vào kệ bạn đấy nhá. Tức là cho trước một dãy, vì thầy xóa thì thầy chọn xong lại nhé. Như vậy cho trước một cái dãy là A1. Cô là 5 khác đúng không nào? Như vậy cô sẽ tính được là 5 khác của cô sẽ bằng 5 x 4 bằng 20. Đúng chưa nào? Mà 5 khác này sẽ bằng 4 unit đúng không? Bằng 4 unit. A có. Cho dãy A1, A2, A3, A4, A5, vân vân. AN, vân vân. Được chưa nào? A cộng B với cái điều kiện gì? Với điều kiện là A cộng B là A cộng B là A nhân với hoặc A cộng B đúng chưa? Là gì nữa? À, thì đúng rồi mà. Thì... tiếp theo A2 bằng A1 cộng với A3 cộng chia 2 có mức 2 gì vậy? A3 chia 2 đúng không? Đấy, và tương tự như vậy. A3 thì bằng A2 cộng với A4 chia 2. Đấy, tổng quát. Tổng quát là gì? Tổng quát là AN thì bằng là AN trừ 1 cộng với AN cộng 1 chia 2. Thì đó là cái, đây là cái công thức mà chúng ta tổng quát của đó đấy nhé. Cái từ cái công thức này chúng ta suy ra ngay nhé, là A là AN cộng 1. Đây là từ công thức để suy ra này. Để suy ra ngay là gì? Là AN cộng 1 sẽ bằng là 2AN trừ đi AN trừ 1. Đây chính là công thức tính tổng quát của cái dãy này đây. Đây, chúng tôi có thể để cho các bạn nhìn nhé. Đấy. Đấy. Thì cái dãy của chúng ta là dãy của chúng ta là chính là như thế này. Được chưa? Ví dụ nhá, thầy cho cái hai số đầu tiên là ví dụ hai số đầu tiên là 1 này, 2 này, đúng không? Thì số thứ ba tiếp theo sẽ bằng là 2 x 2 và trừ đi 1. Sẽ là 3. Đấy. Số tiếp theo tức là 2 x 3 trừ đi 2. 2 x 3 là 6 trừ đi 2 là 4. Tiếp theo cứ thế thấy nó làm theo. Tiếp theo như thế. Giả sử nhá, số đầu tiên của chúng ta là 4, số tiếp theo chúng ta là 7. Thì số tiếp theo của nó đây là gì? Nó sẽ bằng là a n cộng 1 bằng 2an trừ an trừ 1. Như vậy nó sẽ bằng số tiếp theo nó sẽ bằng là 2 x 7 trừ đi 4. 2 x 7 là bao nhiêu? 2 x 7 là 14. À đây ta để số 3, đồ bài số 3 nhé. Đúng không? Thì 2 x 7 là 14, 14 trừ 3 là 11. Đấy. Tiếp theo nữa là bằng 2 x 11 là 22. 22 trừ đi 7 là 15. Đấy, như vậy đây là A1, A2, A3, A4. Cho nên đồ bài của nó cho là gì? Đồ bài của nó cho là như vậy. Đồ bài như sau. Đồ bài của chúng ta là đồ bài của cái bài này là cho trước nhập A1, A2 và nhập số N và cần tính gì? Tính AN. Đây chính là cái bài kia quá thì khó không nào? Đây là các bạn, đây là cái bài mà của cuộc thi của Tin học Hà Nội đấy, sơ khảo Hà Nội đấy. Và N nó bảo cho ta nó sẽ cho các cái kiểm tra chương trình bằng khi nhập N là một số rất lớn.
n có được nhỏ, có thể là lớn, n có cho là 1 triệu chẳng hạn, ví dụ thế. Thì bạn này cần làm như thế nào? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ cùng các bạn chúng ta cùng cùng nhau làm bài này nhé. Bài này là tương thân này, bài này là bài khó, tương đối khó đấy nhé. Cái nôm na là gì? Nôm na là cho trước a bột a hai, a ba, từ a ba chỉ đến công thức này, đến công thức rất quan trọng. Công thức này người ta gọi là trong kinh thập, công thức này người ta gọi là công thức đệ quy các bạn ạ, đệ quy. Các cái số sau thì phụ thuộc vào các cái số trước. Ở đây là cái số tiếp theo phụ thuộc vào hai số trước đó, là số trước đó và số trước đó nữa nhé. À, số tiếp theo này bằng là 2an trừ đi 2an trừ 1. Rồi, cái làm sao là như sau. Cái làm là nhất là gì? Là chúng ta đưa này vào một cái dãy. Thầy tạo ra một cái dãy, thầy tạo một cái dãy số là A chẳng hạn. Thầy tạo một dãy số là A, đúng không? Một cái dãy số, một cái list. Và thầy nhập vào đó là A1, A2 là hai cái đầu tiên. Thầy sẽ tính tiếp A3. Thầy tạo này, cái làm như sau, những cái làm là tạo dãy A, xong nhập trước là A1, A2, thì kêu là AB đi, nhập trước là A2, là AB, sau đó thì tính lần lượt là A3, A4 cho đến gì, cho đến là AN. A3 tính công thức này. A4 tổng quát là AN. AN chứ công thức này. Đó. Như vậy là rất đơn giản. Chúng ta tạo một dãy A này. Nhập AB trước này. Sau chúng ta có một cái vòng lập. Vòng lập từ A3 cho đến AN. Vòng lập N trừ 2 lần. Và ta tính cái công thức này. Và ta in ra cái số thì N. Được chưa? Rồi. Thì bây giờ chúng ta biết thế. Chúng ta sẽ làm thử bài này nhé. Bây giờ thầy sẽ lại đóng lại cái này. Thì share lại cho chúng ta. Cái này mà chúng ta sẽ làm được chưa? Được rồi, thì làm thử nhé. Để cho tiện thì thầy làm luôn, thầy không cần, thầy bỏ qua cái bước là nhập AB đi, thầy chỉ tính nhập N luôn nhé. Đây thì làm luôn cho các bạn xem thử nhé. Đây bắt đầu chương trình đây, thì bỏ qua bước nhập hai số ban đầu, thì nhập luôn tại chỗ đây nhé. Thầy sẽ tạo ra hai cái biến nhớ, ba biến nhớ. Biến nhớ A là số thứ nhất, biến nhớ B là số thứ hai, và biến N là biến nhập vào từ bàn phím. Vậy là dãy chúng ta là cho trước AB và tính phân tử thứ N. Được chưa? Tính phân tử thứ N. Thì đầu vào đây, thầy theo bài tập của nó nhé, thầy xét A bằng 3 là cái vị ví dụ của chương trình này. Chương trình là 3. Thầy xét B là 7. Đây là cái vị của chương trình. Thì xét B là 7. Được chưa? Mà thầy nhập, thầy sẽ dùng lệnh này. Thầy nhập từ bàn phím số N bất kỳ. Nhập số N nhé. Mà thầy gán xét N bằng answer. Đây. Như vậy là sau thì phải tính. Thầy phải tính nhé. Thầy làm cái thủ tục có tên là tính đầu vào của nó là đầu vào là N. Đấy. Dễ, chúng ta luôn phải dùng thủ tục cho nó dễ. Đây đầu vào chính là N đây. Vậy thì phải tính cái này. Tính cái số hạng thứ N của dãy, số hạng thứ nhất là A, số hạng thứ hai là B, và tính tiếp. Được chưa? Như vậy là cách nhất rất đơn giản nhất là chúng ta tạo một cái dãy, một cái list ở trong Scratch, chúng ta sẽ nhập A là chính là phần là số A1, B là A2, và thì tính cái AN chạy vòng lặp từ 3 cho N và tính cái N. Được chưa? Rồi thì làm thử nhé. Thì làm như sau. Đây. Thầy phải tạo một cái list có tên là A. Cái dãy thì là A. Được chưa? Đấy. Và cái thủ tục này sẽ là gán, sẽ đưa dữ liệu vào cái dãy A. Được chưa? Làm như sau này. Các bạn làm cùng theo tôi làm nhé. Đầu tiên là xóa toàn bộ dãy A đi trước này. Rồi. Sau đó thầy sẽ tiếp theo là bước tiếp theo là thầy bổ sung số A
bổ sung A vào vào A. Đây là phần thứ nhất, đúng không? À, tiếp theo là thầy bổ sung B vào là phần thứ hai. Đó, được chưa? Và bây giờ thầy bắt đầu tính. Đây chính là A1 đây, A2 đây. Và thầy tính từ A3 trở đi. Thầy lập từ 3 cho đến N. Như vậy là thầy đặt cái biến nhớ K để chạy nhé, biến nhớ K. Và thầy set K sẽ chạy từ 3 trở đi. Thì ta 1 2 3 ta chạy ta K sẽ chạy từ 3 cho đến gì? Từ 3 đến N dừng lại. Đúng không? Vì ta làm vì đây là A1, đây là A2 này. Thầy sẽ tính AK là A3, tính A4, A5, A6, A7 cho đến tận AN dừng lại. Như vậy là tổng cộng là phải lập là bao nhiêu? Lập là N trừ 2 phần tử. Như vậy thầy sẽ phải dùng cái lệnh lập là repeat N trừ 2 phần tử. Đó, được chưa? N trừ 2 lần, N trừ 2 bước lập. Đây, N trừ 2. Được chưa? Và một bước như vậy là thầy tính cái AK. AK sẽ bằng gì? AK sẽ bằng là theo như thầy nói đấy, theo định nghĩa của bài tập này sẽ bằng AK sẽ bằng là 2 lần AK trừ 1 trừ đi AK trừ 2. Hãy tính như vậy thôi. Và dùng lệnh gì? Dùng lệnh như sau. Đây, thì dùng cái lệnh là tính nha. À, xin lỗi. À, bây giờ thầy chưa xong, thầy quên thầy làm, thầy có một lệnh nữa cơ. Có một lệnh là thầy phải tạo trước kia dãy A là N phần tử đã. Trước đây thì mới làm chưa được. Hoặc chỗ này nhé. Thầy sẽ phải thầy sẽ phải tạo trước ra là N chưa rồi. Thầy làm lại chỗ này đi. Chỗ này không đúng lắm. Thì thôi được, không còn thầy nghĩ nhé. Hoặc là có thể làm được AK. K là bằng 3. K bằng 3, không sao. Thầy sẽ phải tạo một cái biến nhớ trung gian nữa thì mình làm được. Thầy tạo một cái biến nhớ trung gian là P đi. PT đi. Nhé. Thì được rồi, thầy để đây được. A này nhé. A là A1 này. B là A2. Sau tính sẽ tính là A3. Nhà ba thì lúc bây giờ không còn K nữa, cái K là lúc bây giờ là không sao, vẫn cần K đúng không nào? K tính nhà ba, A3 sẽ bằng là 2 lên A2 trừ A1, xong tăng K lên, ok không sao cả nhé. Thế là như sau này, thì gọi cổ chú ý nhé. Tính nhà K này, AK sẽ bằng như sau, AK sẽ bằng đây là phần tử đây, phần tử sẽ bằng như này nhé, sẽ bằng là 2 lần AK trừ 1 trừ đi AK trừ 2, có dùng vô trừ đây, trừ. Đấy, trừ đi nhé. Chỗ này trừ đi này. Chỗ này là 2 lần AK trừ 1. Chỗ này là AK trừ 2. Đấy, chỗ này là phải 2 lần, là phải nhân với 2 lần như thế này. 2 lần AK trừ 1. AK trừ 1 là ở đây nhé. Đây, AK trừ 1 đây. Là item. Cái lệnh là item này. Đó. AK trừ 1 đây thì AK trừ 1. Chỗ này hơi phức tạp một chút, các bạn cùng làm với thầy nhé. Đâu trừ đây. Đấy. Và đây là K. Đây chính là phần tử AK trừ 1 đây. AK trừ 1. Nhé, AK trừ 1 đây. AK trừ 1 nhé. Đây là AK trừ 1 đây này. Đấy. Hai lần lên. Và chỗ này sẽ đưa vào đây. 2 lần AK trừ 1. Trừ đi. Ở chỗ này là AK trừ 2, thầy có thể copy lại cái này cho nó dễ. Trừ đi AK trừ 2. AK trừ 2. Đây, A. Như vậy trừ đi cái này. Đấy. Thấy không nào? Nhắc lại nhé. Thầy thấy cái PT này là phần tử là 2 AK trừ 2. 2 AK trừ 1. Trừ đi AK trừ 2. Đây chính là phần tử AK. Phần tử AK này thầy sẽ bổ sung vào A. Thầy sẽ ép vào A. Ép cái PT này vào A. Mà sau đó thì change K by 1 đơn vị. Đó.
bài 1. Và sau cái lệnh này thì tính được cái n phần tử của A, và cuối cùng thầy sẽ in ra thôi, thầy sẽ in ra cái số đó. Đây, thầy in ra thầy. Đây. Lệnh này là in ra cái phần tử thứ k của A, n của A. Thầy in ra cái đây. In ra cái phần tử thứ k, phần tử thứ n của A. Đây. Đấy, được chưa? Nhé. Thế đầu bài của nó, thế đầu bài của thầy thử nhé. Thế đầu bài của chúng ta là đặt n bằng 4 thì nó phải bằng 15. Kiểm tra nhé. Hôm nay là n bằng 4 nó sẽ là 15. 15 đúng rồi đấy. Thầy kiểm tra nhé. N bằng 1 thì nó là 3. N bằng 2 thì nó là 7. N bằng 3 thì nó là 11. Đúng rồi. N bằng 4 thì nó là 15. Các bạn sẽ làm như là đúng. Tuy nhiên, các bạn chú ý nhé, đây là cái lập nhất đấy nhá. Tuy nhiên, như vậy cái bài này cần, nếu mà cần tính AN bao nhiêu thì nó sẽ phải là nó sẽ phải mất là gì, là cần cần tính là một 100.000 phần tử thì phải cần là một cái mảng, một cái list cần 200.000 phần tử. Đấy, các bạn thấy không nào? Và thời gian nó rất là phức tạp, để thầy thử tính thời gian thử xem nhé. Sẽ các bạn tính như nào, mình làm tính thử thời gian này. Đồ bài là cần tính thời gian là đồ bài là mà cần tính tối ưu mà. Rồi, thì trước khi mà tính cái này ra, thầy sẽ tính thời gian. Để làm như vậy thôi. Thầy sẽ tạo ra hai cái biến nhớ là T1 và T2. Và T2. Chúng ta nhớ nhé. Chúng ta nhớ từ lần sau chúng ta làm bài tập mà tính thời gian thì cho làm như sau. Đây. Thì trước khi chạy chúng ta sẽ tính T1. Đâu T1 đâu nhỉ? Chưa có. Bấm nhầm là 1 đúng không? Chữ 1 đây là phải đổi thành T1. Thành T1. Rồi, cho nó dễ nhìn thôi. Đây, thầy đặt set T1 bằng timer. Và set T2 cũng bằng timer, đặt trước và sau cái thủ tục đó. Đây nhé, đây. T2 đây, T1. Đó. Và sau đó thầy sẽ in ra cái thời gian trước khi mà thầy tính thì in ra thời gian. Đây. Xây cái thời gian trước đi ở đây. Xây trong 2 giây đi, cứ để 2 giây đi. Là T2 trừ T1. Chúng ta nhớ nhé. Đấy. Thời gian là T2 trừ đi T1. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tính thử cái bài này xem là với n là thấp thì nó bao nhiêu thì nó chạy hết bao nhiêu thời gian. Thì tìm bài này nhé. Thầy cho n bằng là 10.000. 0.08 giây là 3/9. Thầy cho n là 100.000. 0.43 giây. N bằng 200.000. 0.89 giây. Nhưng mà cái bài này rất tiếc, cái bài này chúng ta không thể vượt quá lên là 200.000, vì sao không? Đây là cái bài mà có lẽ cái tác giả của bên Hà Nội họ chưa tính được chỗ này, nhưng mà họ đành họ làm không được chặt chẽ lắm. Tất nhiên thầy nhận lại như là ở trong Scratch ấy, thì cái mảng của nó, cái list nó chỉ cho phép chúng ta là maximum là 200.000 phần tử thôi. Đó. Nó có hạn chế của nó là vì sao những cái hạn chế là bởi vì chắc là họ nghĩ rằng đây là cái lập trình cho trẻ con mà, nhưng mà nó hạn chế lại không cho trẻ con chạy quá, tạo cái mảng quá lớn. Như vậy là tất cả các cái dãy, các cái phần tử list là dãy là mảng ở trong Scratch nó chỉ maximum là 200.000. Nhưng cái bài này chúng ta không thể thử nghiệm được, không thể chạy được với n là có 200.000, nó fail luôn, và nó treo luôn máy. Cho nên cái đề bài này nó muốn thử nghiệm cả với n mà làm 1 triệu 1 tỷ thì không thể thực hiện được. 200.000 là không làm được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là Scratch không cho phép chúng ta tạo một cái dãy số quá 200.000 phần tử. Giống như là đối với clone ấy,
cái bản sao ấy, clone ấy, là mỗi một phần mỗi một nhân vật của Scratch chỉ tạo được maximum là 300 cái clone của mình thôi, không được phép quá. Đó là những hạn chế của cái phiên bản Scratch này. Rồi như vậy cái bài này chúng ta đây là cái làm đúng nhưng mà là chưa tối ưu vì nhiều lý do. Một lý do thứ nhất là chúng ta là Scratch nó không đủ cái bộ nhớ cho chúng ta lưu được cái mảng có 200.000 phần tử. Nhưng mà cách một cái ý nghĩa nữa là giả sử mà Scratch có đủ bộ nhớ đi nữa thì cũng cái này cũng không phải tối ưu. Thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn làm một cái làm khác là tối ưu hơn nhé. Tối ưu hơn là chúng ta thậm chí chúng ta là không cần dùng mảng, chúng ta vẫn làm được. Vì thầy mô tả các bạn cái bài này là rất hay dùng trên thực tế. Tức là bất cứ dãy số nào đó mà có quy luật ấy, an tính qua an trừ một, tính qua an trừ hai, vân vân, thì tất cả các cái dãy đó nếu mà tính được, cần phải tính cho chữ n cần tính an thì đều có thể. Cách làm thứ hai này là không cần dùng dãy số nhé, không cần dùng cái biến nhớ là list. Giờ thầy sẽ làm cái cách làm thứ hai rất là hay, các bạn sẽ cần phải chú ý để nghe nhé. Làm này, cái làm thứ hai thầy dùng từ là tính nhanh nhé. Thì cái làm thứ hai này là áp dụng cho tất cả những cái bài tập liên quan đến dãy số. Đầu bài cho là dãy số nhưng mà chúng ta không cần dùng mà chúng ta vẫn làm được. Thì các bạn quan sát cái bài này nhé, để sau này khi mà đi thi nó có những bài tập tương tự thì chúng ta làm. Nhắc lại là nếu mà yêu cầu của đầu bài mà với n mà nhỏ dưới 200.000 thì ta dùng dãy số vô tư, nhưng mà với cái bài mà yêu cầu cái bộ test, cái bộ thử của nó là hàng triệu thì chúng ta không dùng được. Thì nhắc lại là cái dãy ở trong Scratch chỉ maximum là 200.000 phần tử thôi. Thì bài này thầy sẽ dùng cái tính nhanh cái phần tử từ an của dãy này, nhưng mà là không cần dùng đến cái dãy. Cách làm rất đơn giản như sau nhá. Đây tức là với cái bài này đầu vào là n, đầu ra là tính an, nhưng mà không cần cái dãy. Thế làm như sau, thầy sẽ đặt như là đây, thầy sẽ đặt một cái biến nhớ đặt tên là c hay là nó là kq đi. Kq chỉ là cái biến là cái kết quả là tính an đấy, tính an. A chính là gì? A chính là phần tử thứ nhất của dãy, b là phần tử thứ hai của dãy, được chưa? Đó thì a b thì biết rồi, mình nhập vào n, việc tính n này chúng ta sẽ phải bỏ con này ra, ta tính theo cái thủ tục mới của chúng ta nhé. Ta kiểm tra nhanh không, gọi là tính nhanh đi, ta bỏ cái này ra này, bỏ cái này ra, ta thay vào đây nhé. Đấy, ta tính thử số nhanh hay không nhé. Bỏ cái này ra và kết quả của nó chính là cái biến kết quả kq, xây kq ở đây nhé. Đấy, như là phải thay cái này, ta để vào đây để cho nó không phải quên đây nhé. Đây là cái thủ tục mà tính an thông qua một cái dãy là dãy an, còn cái thủ tục này là không cần cái biến nhớ là dãy. Và cái bài toán này là áp dụng cho rất nhiều bài tập khác nhau nhé, rất nhiều bài tập khác nhau luôn, chúng ta chú ý nhé, rất nhiều luôn đấy. Rồi thế bây giờ thầy sẽ cùng nhau các bạn cùng làm nhé. Bạn nào muốn hỏi thì không, có một số bạn giơ tay này. Giơ tay thì bạn có thể ấy đi, bạn nào muốn giơ tay thì bạn có thể nhắn tin đi, vì thế tôi đang chặn hết tất cả mọi người, không cho mọi người nói. Ồn quá mà. Ai muốn hỏi thì nhắn tin, tôi sẽ cho phép người đó nói nha. Bốn người là ai? Đây cho tôi cho bạn Chí Thanh Trần nói nhé.
Nghe tôi đang thấy tôi đang để chế độ là không được nói mà. Không có gì các bạn, nói sau thì cuối buổi tôi sẽ trả cho các bạn nhé. Như tôi nói luôn vì ta không có thời gian đâu, vì cái phần này là phần rất là khó, rất là đặc biệt, chúng ta cần phải chú ý nhé. Tôi nhắc lại này, đây là cái bài đầu bài là cho một cái dãy A1A3AN với điều kiện là AN bằng 2 lần AN trừ 1 trừ đi N trừ đi AN trừ 2. Và cái bài này cần phải đối yêu cầu đầu bài là cho trước hai số đầu tiên là A bằng 3, B bằng 7 mà cần cho trước N là cần tính AN. Được chưa? Tiếp đây. Tôi là phải khóa lại rồi, không ấy mọi người cứ ấm bẩm bị quá nhé. Làm như sau nhé, chúng ta sẽ đầu bài này là cho chiếc N và tính được cái kết quả là N. Thì cái làm như sau này, chúng ta sẽ phân biệt ra ba trường hợp. Một là N bằng 1 thì sao, hai là N bằng 2 thì sao, và ba là N lớn 2 nhé. Với N 1 thì là đa số chính là A. Với N bằng 2 nó chính là B. Còn với N lớn 2 chúng ta sẽ phải lập trình để tính. Các bạn chú ý nhé, cái làm như sau này. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ làm vào đây. Đây. Nếu này kết quả chính là cái biến là biến KQ nhá. Đây là nếu nhá, nếu. Đây. Nếu mà N bằng 1. Đấy. Nếu N bằng 1 thì chúng ta trả lại kết quả là gì? Trả lại kết quả ta set KQ là bằng gì? Là bằng A. Đó. Nhớ. Nhưng mà nếu N một thì bằng thì ta trả lại là A đây. Sự đầu tiên là A. Bây giờ nếu N bằng 2, nếu N mà khác 1 thì là ở đây chúng ta sẽ phải lồng một cái nữa vào đây. Chúng ta sẽ phải lồng một cái nữa vào đây. Đấy, bên trong nữa đây. Bây giờ nếu mà N bằng 2 khác 1 thì nếu N bằng 2 thì trả lại là gì? Nếu N bằng 2 thì trả lại là KQ trả lại là B. Đấy, được chưa? Đấy. Và nếu N bằng 1 thì trả lại là A, kết quả là A. Nếu mà N khác 1 thì nếu mà N bằng 2 thì trả lại là B. Còn đây, nếu N mà khác, nếu N mà lớn 2 thì phải tính như đây. Được chưa? Thì ra làm như sau này, chúng ta sẽ phải với N bằng 2 thì chúng ta sẽ tính từ A3 trở đi, và A3 cho đến AN là tính là chính là lập N trừ 2 lần. Đấy, các bạn chú ý nhé. Chỗ này sẽ phải là phải là lập nhưng mà không dùng mảng, nhưng mà chú ý là không dùng mảng. Chúng ta sẽ lập là N trừ 2 lần. Đó, N trừ 2 lần nhé. Đây, các bạn chú ý quan sát. Chúng ta sẽ lập là N trừ 2 lần. Từ 3 trở đi đấy, từ 3 trừ N thì thôi đấy, thì là N trừ 2 lần. Được chưa? Thế cái làm như sau nào, chúng ta chú ý nhé. Cái này rất là hay đấy. À, tức là chúng ta đầu tiên là chúng ta với một cụ thể với N đó chúng ta sẽ gắn như sau. Chúng ta kết quả chỉ là phần tử tiếp theo thôi mà. Chúng ta sẽ gán là KQ. Kết quả đó cho chính là AN. AN sẽ bằng gì? Bằng 2 lần AN trừ 1 trừ đi AN trừ 2. Vậy nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng là đây. Nó sẽ bằng là trừ. Đầu tiên là với K bằng với phần tử tiếp theo với A3 nhé. Đây nó chính là gì? Đây nó chính là 2B trừ đi A. Vì đây là A1, A2 mà. Thì A3 chính là 2B trừ A. Thì đây là 2B trừ A. Chỗ này nó sẽ là gì? Nó sẽ là 2B trừ đi A. Đấy. Chỗ này. 2B trừ đi A. Đấy. Chỗ này là 2 này. 2 này. B trừ A. Các bạn có gặp ghi dung được không nào? Đó. Như vậy là vào lọc đầu tiên ta tính là KQ bằng là 2B trừ A. Như vậy vào lọc đầu tiên đó thì KQ này chính là A3. Phần tử thứ 3 của dãy. Xong tiếp theo chúng ta sẽ phải dịch chuyển như sau này nhé. KQ thì bằng là 2B trừ A, sau đó chúng ta sẽ phải chuyển A lên, sau chuyển B lên, chuyển A lên đóng vai trò của B, chuyển B lên đóng vai trò của KQ. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ xếp A ta đẩy lên
set A là bằng B. Đấy. Như vậy là khi lập khi ta cá được rồi nhé, thì A hết vai trò A sẽ đẩy lên thành vai trò của B, và B sẽ để lên đóng vai trò của KQ. Và lại lặp lại cái bước này. Vậy chuyển 3 lần này thôi là chúng ta có thể lặp đi lặp lại, lặp đọc đúng là N chữ 2 lần, thì cái KQ chính là cái A3, thành nhắc lại, chính là AN, thành nhắc lại nhé. Ở đây lặp N chữ 2 mà bắt đầu từ vị trí là 3. Thì A3 với A3 như thế KQ bằng 2B chữ A. Đây chính là A3. Sau đó chúng ta gắn A bằng B, B bằng Q, KQ. Thế thì ta đẩy lên, thì ta đẩy sang bước tiếp theo, thì KQ nó chính là 2B chữ A, thì KQ nó sẽ là A4. Và cứ như vậy, lọc như vậy là K chữ 2 lần là xong. Đó, thì bây giờ thầy sẽ là tính thử cái bài này nhé. Kiểm tra xem đúng đáp số như vậy không nhé. Thì bây giờ tính thử là cái em đây, với N bằng thầy đây, với N bằng 4, cho nó có ra là 7, ai ra được 15 không? Ra 15, chính xác cái đấy. Nhé. Thầy tiếp với N bằng bằng 5 nhé. Với N bằng 5 thì nó là bao nhiêu? Với N bằng 5 thì nó là 7 11 11 15 tiếp theo nó phải là 19, đúng rồi, chính xác. Được chưa? Thế bây giờ thầy kiểm tra xem bài này làm như nào nhé. Như vậy với bài này là thầy sẽ thấy là chúng ta sẽ hoàn toàn không phải hạn chế, không hạn chế cái thời gian. Tức là nhập lại N bằng 1 triệu. Hoàn toàn là chỉ được kiểm tra sẽ N bằng 1 triệu sẽ bao nhiêu? Hết là 3 giây, 3 giây 76. Thầy sẽ cho N bằng 200 triệu, bằng 2 triệu. Xem này hết bao nhiêu nhé. Hải lý đâu rồi, thầy cho hải lý này. Hải lý nói đi. Hải lý chính là cậu, chính là cậu hacker. Úi dồi ôi, thôi, thầy phải hacker lại cho nó yên tâm. Rồi, như vậy còn thấy đây chính là cái bài mà cách tính thứ hai là của cái bài, mà đây chính là cái bài mà chúng ta làm đúng cho đáp án của cái bài tập mà của Hà Nội đấy. Làm như này nó mới chạy được chính xác, còn cách làm này thì là nó không chính xác nữa. Cái này người ta nó phải dùng cái dãy, mà cái dãy số chúng ta chỉ được có 200.000 thôi. Cách này là chính xác, nhưng mà chúng ta lặp lại N trừ 2 lần, và bây giờ chúng ta dùng ba lệnh thôi. Lệnh thứ nhất là lệnh tính là một phần phép toán, lệnh thứ hai là gắn, lệnh thứ ba là gắn, ta chỉ dùng có ba lệnh thôi. Như vậy là rất là nhanh, với cái bài này là tốc độ chạy chương trình rất là nhanh và bảo đảm theo đúng qua là tất cả các cái test của chương trình nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ lưu cái bài này lại, đây là cái bài tập của hôm nay, tên là tính số thứ n, đúng không, thứ n của dãy. Mà đây cái bài này là cái bài dùng cho rất nhiều bài tập khác nhau nhé, rất nhiều bài tập khác của dãy là làm theo cái bài này đấy. Rất nhiều bài tập khác nhau, thì lấy ví dụ cái bài như thế này đây. Thầy lấy ví dụ là như thế này, đây thầy sẽ đóng này lại và thầy sẽ quay lại cái chỗ lúc nãy nhé. Đây, như vậy với cái bài này, thầy sẽ nhắc lại bài này, chúng ta làm này nhé. Chúng ta làm một lần, nếu n bằng 1 này nhé, thì trả về A, đúng không? Thì đầu bài còn thầy nêu qua thì các bạn thấy nhé, tức là nhập A này, B này và N. Nếu N 1 thì trả về A, đặt kết quả, đặt KQ bằng A, đúng không? Đặt thì luôn là KQ bằng A là dễ nhất nhé, là dễ hiểu nhất nhé. Đó. Bằng A. Bây giờ nếu
Nếu nêu bằng 2 thì đặt là K quy ổng mới nhớ, K quy ổng B. Còn nếu N mà lớn hơn 2 thì làm như sau này, thì làm như sau là lập. Đúng không? Thầy dùng lại chữ repeat đấy, đúng không? Repeat. Là lập đi. Lập N trừ 2 lần. Lập như sau này. Thì thầy sẽ làm đầu tiên là KQ bằng 2 lần B trừ đi A. Nhá. Sau đó là gì? Sau đó là bước tiếp theo là thầy gán A, gán B vào A, và cuối cùng là gán KQ vào B. Thì cái bộ lọc này là N trừ 2 lần này, thì nó chạy đúng như là cái chúng ta vừa mới làm. Thì không nào? Chứ là các bạn có hiểu không? Chỗ này hơi khó hiểu một chút nhé. Khó hiểu thì để thầy cho Nguyên nói đi nào. Anh muốn nói cái anh muốn hỏi gì không? Thì đây chính là cái bài vừa rồi đây. Đúng không? Thì bây giờ thầy chuyển sang cái bài khác nhé. Và những cái bài tập này rất là nhiều luôn đấy. Bây giờ bài tập như này. Thầy cho một cái dãy này nó gọi là dãy Fibonacci nhé. Dãy Fibonacci rất là nổi tiếng, các bạn có nghe thấy không? Rất nổi tiếng luôn. Rất nổi tiếng nhất là F1 thì bằng 1. F2 thì bằng 1. F3 thì bằng 2. Và tổng quát là Fn thì bằng là Fn. Bằng Fn trừ 1 cộng với Fn trừ 2. Thế cái dãy này nó là 1 này, 2 này, sau đó là 3 này, 5 này, 8 này, 11. Cái số sau thì bằng tổng của hai số đứng đằng trước đó. Cái bài này làm bài giống như lúc nãy. Thì đề bài có thể người ta cho bài tập là gì? Là cho cái công thức này mà các bạn hãy nhập N. Đầu bài là cho trước N tính Fn. Đấy. Có tính được không? Đấy. Thành công muốn nói gì? Đấy, thì đây là một cái bài nó giống như là thầy ơi, thầy cái dãy số Fibonacci đó là anh thầy. Đây đúng rồi, đây là dãy Fibonacci đây đúng không nào? Đấy. À dạ dạ. 1 1 2 3 5 8 11 19. Số sau bằng tổng hai số trước. 2 bằng 1 cộng 1, 3 bằng 1, 2 cộng 1, 8 bằng 3 cộng 5, 11 bằng 5, đây 13, xin lỗi, đây là 13 nhầm. Đây là 21. 13 bằng 5 cộng 8, 21 bằng 8 cộng 13, cứ như vậy. Dạy là như này. Thế dạy là rất nổi tiếng ở trong lý thuyết số. Và với dạy này nhớ thì chúng ta cũng thấy là bài tập của chúng ta là cho trước N, tính Fn, có làm được không? Bây giờ thầy làm bài đó nhé, Fibonacci nhé. Bây giờ thầy lại đóng cái này lại. Thầy share kia ra để cho chúng ta cùng nhau làm bài nữa. Đây. Bây giờ thầy sẽ new một cái bài mới nhé. Thầy làm cái bài là gì? Dãy Fibonacci nhé. Nhập số N và hãy nhập số N và đây. Nhập số tự nhiên N nhá. Đó. Bây giờ thầy sẽ tạo một cái biến nhớ có tên là N. Và thầy sẽ làm thử các bạn nhé. Làm các bạn cũng tự bài lúc nãy thôi, nhưng mà bài này là nó hay, chứ thầy muốn viết cho các bạn xem nhé.
mà thầy nói rồi là cái bài này là những cái bài mà chúng ta sẽ làm mà tổng quát cho tất cả các cái số. Chúng ta tính cái này mà chúng ta không cần, tính lại thì nhớ lại là chúng ta không cần không cần dùng một dãy dãy đâu cả, không cần dùng dãy số chúng ta vẫn làm được. Được chưa? Rồi chúng ta làm thử nhá. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thủ tục có tên là tính. Gọi tính là đặt tên là Fibonacci. Fibonacci. Hai chữ ấy nhá, hai chữ C nhá. N. Đó. N. Đó. Và đầu bài cần tính cái này. Khi đã tính rồi ra cho dùng này để tính thôi nhé. Đây. N đây. Tính. Và chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta vẫn cần biến lên biến A này. Biến A này. Đúng không? Biến B này. Biến B này. À, và biến C. Đóng vai trò là ba cái số. Tiếp theo đây. C luôn bằng A cộng B. Đây là ba phần tử liên tục. Ba phần tử liên tục của cái dãy của chúng ta. Được chưa? Rồi, thì thầy làm thử các bạn xem nhé. Kết quả ra chính là C. Đồ bài ra chính là C. Thì làm thử các bạn xem nhé. Đây bài này này. Với N bằng 1 thì nó chính là A. Với N bằng 2 thì nó chính là B. Thì chúng ta làm luôn nhé. Đầu tiên là xét A bằng 1. Xét A bằng 1 nhé. Bắt đầu xét B bằng 1. Đây là hai phần tử đầu tiên của dãy của chúng ta. 1. Được chưa? Rồi. Sau đó thì làm tiếp tục như sau này. Đây. Thì làm như vậy thôi. If. Đây. If. If n bằng 1. À, thôi thầy làm thêm một cái biến nhớ cho yên tâm. Thầy làm cái biến nhớ tên là KQ để gán kết quả của cái thủ tục của chúng ta. Với n bằng 1 thì thầy gán KQ chính là A. Sao nó ra nó số 1 KQ đấy nhé. KQ chính là A. Đấy. Với n khác 1 thì thầy là kiểm tra. Thầy lại kiểm tra. Với n bằng 2 thì sao? Với n bằng 2 thì làm sao? Đây. Đây. Thì nếu với n bằng 2 nhé, thì gán KQ bằng B. Gán KQ bằng B. Từ lúc nãy. Được chưa? Rồi, thì nếu bây giờ mà n lớn 2 thì làm như nào? Đây thì chúng ta làm như vậy, chúng ta làm cái lệnh vẫn cần làm rồi đấy. Các bạn xem lại chỗ này nhé. Chúng ta sẽ lọc n trừ 2 lần. N trừ 2 lần. Đây, chúng ta sẽ lập. Chúng ta sẽ lập n trừ 2 lần. Đây. N trừ 2 lần. N trừ 2 lần. Được chưa? N trừ 2 lần. Như sau này. Mỗi lần như vậy thì chúng ta tóm gọn là C sẽ là AN. B là AN trừ 1. A là AN trừ 2. AN trừ 2 là A. AN trừ 1 là B. Còn AN là C. Đấy. Thì chúng ta nhớ lại là cái công thức của nó là FN bằng FN trừ 1 cộng FN trừ 2. Sau đó chúng ta có như sau. Chúng ta có sẽ là C. Chính là FN. Sẽ bằng tổng của hai kia, tổng của hai cái A và B, tổng của A. Minh Chí muốn nói à? Minh Chí đâu? Nói đi, hỏi gì hỏi đi. Sao nó cứ ở Mỹ rồi nhé, chính là B cộng A, C cộng B cộng A. Thì nhớ lại chỗ này nhé, cái này C đóng vai trò là FN thì bằng là FN trừ 1 cộng FN trừ 2. Đấy.
bậc hàm là gắn FN bằng FN trừ 1, FN trừ 2. Sau đó thầy sẽ tăng A lên trước, thì tăng nguyên, thầy sẽ xét A bằng B. Thì thầy sẽ AB thầy tăng lên. Xét A là bằng B. Xét A bằng B. Và xét B bằng C. Xét B bằng C. Đây chúng ta có làm là tính lần lượt, là tính lần lượt làm là ở đây là A1 nhé, A2 tính A3 tính F, đây là F1 này, đây là F2 này, tính F3, F4, F5 cho nên FN này dừng lại. Khi kết thúc cái lần này thì C chính là FN, và sau đó chúng ta sẽ làm thêm lệnh nữa ở dưới này. Lệnh sau khi repeat xong là ở đây này. Đó. Repeat xong ở đây là KQ bằng C, tương ứng bằng C. Và kết quả ở đây sẽ là C. Đấy, thầy kiểm tra đúng không nhé? Thầy kiểm tra chạy thử này. Đây. À, thầy gắn lên là bằng 1. À, thầy quên mất. Thầy phải xây nó ra nhé. Thầy chưa xây. Gắn lên là đây là set N bằng answer ở chỗ này. Trong tính. Tính số Fibonacci phi n, sau đó là in kết quả ra, dùng lệnh này in KQ này. Đấy. Thì làm thử nhé, in chạy thử nhé. Với n bằng 3 thì nó phải là 2, đúng không đấy? Với n bằng 4 thì nó sẽ phải là 3. Với n bằng 5 nó là 5. Với n bằng 6 nó là 8. Với n bằng 7 thì nó là 13, đúng. Với n bằng 8 thì nó là 21, đúng rồi. Bây giờ với n bằng 50 nhé. Nó cực kỳ lớn, cái số Fibonacci nó tăng rất là nhanh. Bây giờ với n bằng 100 thì nó tăng cái gì? 100. Mà tốc độ là rất nhanh, các bạn thấy không? Tốc độ của nó là làm rất nhanh. Cho nên như vậy cho thấy đây là bài tập nữa nhé. Cái bài tập này là bài tập là tính số hạng thứ n của một cái dãy số của một cái dãy số, nhưng mà chúng ta không cần phải dùng dãy, chúng ta vẫn làm được đó. Thầy lưu cái bài này lại thành cái bài là dãy Fibonacci, tính dãy Fibonacci, một cái dãy số rất nổi tiếng ở trong tin học. Những ai làm tin học đều phải biết kia mà được phải biết cái dãy này nhé. Rồi xong rồi đấy, thầy nghỉ ở đây nhé. Bây giờ thầy muốn hủy cái mút thì làm như nào, thầy chẳng biết lệnh nào lệnh hủy cái. Để tìm cái lệnh nào mà thầy muốn hủy kia. Nói đi, Nam nói đi. À, thầy đặt cái này. À, các bạn không các bạn không chat được đúng không nào? Thầy hủy cái này. Các bạn chat được rồi đấy, vì các bạn chat đi. Thầy đang tìm chỗ để thầy cho các bạn nói được chỗ nào, thầy chả biết. Không có lời là ẩn nút nhỉ. Thầy